Rồi, xin chào chị ha. Nay giới thiệu một cái cây lan cũng có rất nhiều điểm để chơi. Cây này cây xưa lâu đời anh chị. Cây này cây Meadi, được lai từ cây Borriana và cây Forbesi ha, năm 1904. Rồi chậu này thì gồm có 2 4 6 8 10 11 thân ha. 11 thân đi hai hướng và mắt mũi còn nguyên, thân đuôi mắt vẫn đang còn nguyên luôn. Thì chậu này thì hai thân tơ thì đều có hoa hết ha. Và bên đây thì đang còn bên trong, ở ngoài thì nhìn thấy rõ, một quay video có thể hơi khó thấy. Rồi cây này thì có rất là nhiều điểm ha. Thứ nhất là trồng rất là khỏe, ít bệnh. Thứ hai nữa là các anh chị trồng trong mát nó cũng vẫn lên, mà trồng nắng vẫn lên ha, vẫn lên khỏe nha, ít bệnh, không giống như một số giống cát yếu ha. Thứ hai cái cây này rất là siêng hoa nha, ra hoa quanh năm, hoa chùm, có hương thơm và cái mùi thơm của nó rất là đặc biệt. Mùi thơm này nó không giống như những cái mùi thơm của những cái cây lan chúng ta thường thấy. Thông thường thì cát chúng ta trên thị trường thì đa số sẽ có mùi ngọt, hoặc là mùi gỗ dạng ấm, hoặc là cái mùi nó hơi ngái ngái một chút. Nhưng mà cây này cái mùi rất là dễ chịu ha, mùi cảm giác nó mát mẻ. Mùi hương thì có mùi nhẹ thôi, nhưng mà mùi rất là dễ chịu. Rồi chậu này thì đang thuần chậu đất, đường kính là 20 cm ha, thuần vỏ thông. Cái này về mình sẽ băm ra được rất là nhiều, và hoặc là sang cái chậu lớn chơi luôn cũng được. Cây này rất là đáng chơi ha. Rồi anh chị nào muốn sưu tầm thì mình tham khảo liên hệ nha. Cảm ơn các anh chị đã xem video rất là nhiều ạ. Mình đi.